Cưới vợ cho chồng. Jason, chú Jim mở tiệc mừng đầy tháng cháu trai. Tụi tớ đến đón cậu đi đây. Tớ đã gửi quà mừng rồi, tớ không đi đâu. Jason, cậu định thế này đến bao giờ nữa hả? Nhốt mình trong nhà cả ngày ôm bức ảnh của Amy, không chịu giao du với ai cả. Tớ vẫn rất ổn mà. Đã nửa năm rồi, cậu đang sống đúng như những gì Amy lo lắng đấy. Để lần sau đi, hôm nay mình thực sự muốn ở nhà. Lần sau cậu mà còn thoái thác nữa, tôi sẽ tống thuốc mê, phát cậu lên xe đấy, biết chưa? Chạy từ từ thôi, Toby. Tom, hừ quá. Hôm nay, Tom ăn vụng nên sẽ bị phạt không được chơi nữa, rõ chưa? Một lần này thôi mà chị Helen, em biết lỗi rồi mà. Không được, lần này chị nhất định phải nghiêm khắc với em. Em sẽ không tái phạm nữa đâu mà, chị Helen xinh đẹp. Tom ngoan, hôm nay không được quậy phá nữa nghe chưa? Ủa, là cô, hôm qua ở công viên. Dạ, chào anh, thật là trùng hợp. Không ngờ chúng ta lại có những sở thích trùng hợp như thế. Phải, thật là kỳ lạ. Tôi đi hướng này. Tôi có thể mời cô uống cà phê một dịp nào đó được không? Được, tôi đồng ý. Ý tôi là tôi rất vui mừng, cảm ơn anh. Phải hẹn cô 3 giờ chiều thứ bảy tuần này nhé. Vâng. Cậu với Helen vẫn tiến triển tốt đẹp chứ? Vẫn ổn, cô ấy tỏ ra rất dịu dàng, hiền lành, lại có nhiều sở thích rất giống Amy. Nhưng nhiều khi tớ cảm thấy cô ấy có những nét trái ngược hoàn toàn, khiến tớ khá băn khoăn. Cậu lại nghĩ nhiều quá rồi, khó khăn lắm cậu mới mở lòng ra được. Cứ từ từ tìm hiểu thêm xem sao. Có lẽ vậy. La 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 la. Ôi. Em xin lỗi. Sao em phải xin lỗi chứ? Vì em nhảy nhót điên cuồng lên như thế. Nhưng anh đâu có cấm em nhảy đâu. Helen, thực ra anh thắc mắc từ lâu. Anh luôn cảm thấy con người em không hẳn như những gì em biểu hiện. Không biết có đúng không? Em thực ra anh không muốn mối quan hệ của mình có gì bí mật. Anh muốn chúng ta thẳng thắn với nhau, được không em? Thực ra em chỉ đang bắt chước chị Amy mà thôi. Em đã biết anh từ khi chị Amy còn sống. Em nói sao? Ngày trước, em tình cờ gặp chị Amy trong một quán cà phê. Chị là nhà văn Amy phải không ạ? Phải, chính là tôi. Ôi, em hâm mộ chị lâu lắm rồi. Nhất là lúc đọc bức thư chị viết cho chồng trong cuốn sách gần đây nè. Em đã khóc hết nước mắt đấy. Sau đó, em và chị Amy thường xuyên gặp nhau. Chị Amy kể cho em rất nhiều chuyện về anh. Rồi một ngày, đột nhiên chị ấy nói. Chị nói gì cơ? Chị muốn em làm quen với chồng chị. Chị biết điều này rất đột ngột, nhưng chị không còn sống được bao lâu nữa. Chị sợ khi chị ra đi, anh ấy sẽ đau khổ và cô đơn lắm. Anh ấy vì lo lắng cho chị mà không có thời gian cho chính mình. Anh ấy xứng đáng có một người vợ tốt hơn chị. Chị đừng nói như thế, chị mới là người tốt nhất với anh ấy. Em là một cô gái tốt bụng, tràn đầy sức sống. Nếu một người như em ở bên cạnh anh ấy thì tốt biết bao. Em cứ thử gặp anh ấy một lần được không? Sau đó quyền quyết định vẫn thuộc về em. Nhìn những cử chỉ của anh dành cho chị ấy, em đã phải lòng anh lúc nào không hay. Sau khi chị Amy mất đột ngột, em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám tiếp cận anh. Em nghĩ rằng nếu như em giống với chị ấy thì anh sẽ dễ chấp nhận em hơn. Em đến công viên thường xuyên cũng vì biết anh hay đưa Toby đi dạo ở đó. Không ngờ lại để anh bắt gặp. Em đã rất bối rối nên mới chạy đi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Em thật sự không cố ý lừa dối anh đâu. Em thật ngốc,
em không cần phải bắt chước Ami, em chỉ cần là chính em thôi. Khi nhìn thấy em ở công viên, chính sự hoạt bát tự nhiên của em đã khiến anh bật cười. Lâu lắm rồi anh mới cười được như thế. Ngay cả khi em nhảy, anh cũng thấy rất cuốn hút. Chỉ vì ngạc nhiên quá nên anh không nói được gì thôi. Tình yêu phải xuất phát từ sự chân thật em ạ. Chúng ta hãy cho nhau thấy con người thật của mình nhé. Anh vẫn cho em cơ hội sao? Cũng là cho chính anh một cơ hội. Em có muốn như vậy không? Em muốn. Cảm ơn anh. Vụ mùa. Bao giờ biết điểm thi đại học hả con? Con cũng không biết nữa. Con dặn cái Huệ rồi, bao giờ có điểm thì nó báo cho con mẹ ạ. Linh ơi, Linh! Linh ơi, lên đây tớ có tin vui cho cậu nè. Chúc mừng cậu đã đỗ đại học. Thật á? Thấy cậu thì sao? Cậu cũng đỗ chứ? Ừ. Thích quá. Vậy là hai đứa mình được học cùng một trường rồi. Thế mấy nữa lên học, hai đứa có định trọ cùng nhau không? Có bác ạ. Đấy, thế là chả mấy cái Linh lại đi học đại học. Vụ mùa lần sau, mình bác biết làm sao với Hưng mẫu ruộng này. Mẹ, con đi học chứ có phải đi lấy chồng mà đến vụ mùa không về phụ mẹ. Mẹ nói đùa thế thôi, các con đi học thì cứ tập trung vào việc học. Việc đồng áng ở nhà mẹ tự lo được. Nói vậy chứ, nếu vào cuối tuần không phải học thì các con cũng nên về giúp mẹ. Đỡ được phần nào bớt phần nấy các con à. Một thời gian sau. Hey, cậu không định đi họp nhóm bạn cấp 3 bọn mình thật à? Ừ, hôm nay lớp tớ có bài tập thực tế. Cậu bảo các bạn thông cảm cho tớ nhé. Tiếc nhỉ? Vậy thế tớ đi nhé. Ừ. Dạ, mới có mấy tháng không gặp mà các cậu thay đổi ghê ha. Nhất là Hương đấy nhé. Nhìn thế này ai bảo gái nhà quê nữa. Lên thành phố học cũng phải thay đổi một chút để hòa nhập với cuộc sống trên đây chứ. Cậu với Huệ cũng phải thay đổi một chút đi. Ai đâu ra đường cứ quần trùng áo dài như thế này. Tớ cũng muốn mặc quần áo ngắn hơn một chút, nhưng mà da của tớ đen thế này, mặc quần áo ngắn sao được? Có gì chứ. Đây, tớ cho cậu địa chỉ nè. Đảm bảo cậu chỉ cần dùng 2 tuần, da trắng như thiên nga luôn. Công nhận cái Hương trước nó còn đen hơn cả mình. Vậy mà bây giờ da nó trắng mịn, nhìn không khác gì gái thành phố. Hay là mình cũng thử thay đổi một chút xem sao nhỉ? Vậy tớ thử một lần làm thiên nga xem sao. Gì đấy Linh? Kem dưỡng trắng da toàn thân đấy. Ồ, sao tự nhiên cậu lại mua kem dưỡng da làm gì? Cái này cái Hương tư vấn cho tớ đấy. Hương á? Ừ. Cậu có muốn mua không? Tớ cho địa chỉ. Ờ, thôi, tớ thấy hiện giờ nó cũng không cần thiết với tớ cho mấy. Một tháng sau. Trông da cũng trắng đấy. Alo mẹ ạ. À? Ừ con à, con thi xong chưa? Dạ con vừa thi xong được 2 hôm rồi mẹ ạ. À? Thế cuối tuần có được nghỉ không con? Dạ con có được nghỉ mẹ ạ. À? Mà có việc gì vậy mẹ? Nếu con không bận học á, thì con về phụ mẹ cấy lúa được không? Mình mất cả tháng mới dưỡng được nước da như thế này. Bây giờ mình mà về quê á, thì sạm đen hết. Ờ, mẹ ơi, thực ra con đang bị sốt mẹ ạ. À? Vậy hả con? Thế con uống thuốc chưa? Dạ con uống thuốc mấy hôm rồi mà vẫn chưa khỏi. Thế là con bị sốt virus rồi đấy. Thôi con không phải về đâu. Ruộng ở nhà mẹ lo được. Vâng ạ, con chào mẹ. Hello, mình đã đi học về rồi đây. À, Linh ơi, mai tớ về quê đấy. Mẹ tớ vừa gọi điện bảo làng mình đang cấy, nên tớ mai về phụ mẹ tớ. Cậu có về không? Ờ, tớ không. Mẹ tớ vừa gọi điện bảo nhà tớ ngày mai là xong. Thế hả? Thế thôi, mai tớ về một mình vậy. Huệ ơi! Ôi, bác Loan, bác đi làm đồng về muộn vậy ạ? Ừ, cả 3 ô ruộng nhà bác đều cạn hết.
nên bác phải cấy cố. Mà bác nghe mẹ cháu bảo chiều mai cháu đi Hà Nội phải không? Vâng ạ. Bác gửi ít thuốc này cho cây Linh, cháu cầm lên hộ bác nha. Dạ, thuốc gì đây bác? Thuốc chữa sốt virus đây cháu. Cái Linh đã bị sốt virus mấy hôm nay rồi. Cháu ở cùng phòng thì bảo ban bạn uống thuốc với ăn uống đầy đủ giúp bác nhé. Ủa, Linh ốm hồi nào nhỉ? Hôm qua mình về Linh vẫn còn vui vẻ nói chuyện với mình mà, không có biểu hiện gì của sốt virus cả. Thì thôi bác về đây nhé. Vâng, bác về ạ. Cậu ở quê lên rồi hả? Có quà gì không đấy? Có đấy, ở trong túi đây này. Ơ, đây là thuốc mà. Thuốc cho cậu đấy. Ừ, thuốc cho tớ á. Tớ có bị làm sao đâu. Thuốc chữa bệnh dối trá. Cậu... Tại sao cậu nói là nhà cậu hôm qua là cấy xong? Tại sao cậu lại nói dối mẹ cậu là bị sốt virus? Cậu có biết mẹ cậu lo cho cậu thế nào không? Tớ... Linh, cậu có biết mẹ cậu vì cậu mà đã phải ngược xuôi mua thuốc cho cậu không? Trong khi bác ấy còn phải oằn mình với hơn một mẫu ruộng đang bị cạn nước nữa. Tối hôm qua, khi mà mọi người ăn cơm xong hết rồi, bác ấy mới vội vã ở ngoài đồng về, không kịp ăn cơm chạy sang nhà tớ để đưa thuốc cho cậu. Tớ đúng là đứa con bất hiếu. Chỉ vì sợ về quê làm ruộng bị sạm da mà tớ đã nói dối mẹ, để mẹ tớ phải lo lắng như thế này. Linh à, cậu hiểu được là tốt. Đây coi như một bài học sâu sắc dành cho cậu. Bây giờ cậu hãy gọi điện hỏi thăm bác ấy đi. Tớ biết rồi, giờ tớ sẽ đi gọi điện cho mẹ tớ ngay đây. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ. Ngọn lửa thần kỳ. Tương truyền, thần lửa là một bà già mặt mũi rất hung dữ. Người ta thường gọi bà là bà hỏa, thần chuyên giữ một ngọn lửa rất màu nhiệm. Bà già sở hữu một ngọn lửa vô cùng thần kỳ. Chỉ cần đặt bất cứ một chiếc nồi không nào lên ngọn lửa của bà thì lập tức chiếc nồi sẽ chứa đầy thức ăn ngon. Tuy nhiên, thứ lửa đó chỉ bà mới có, không dễ gì người khác có thể có được, lại càng không thể có ở dưới hạ giới. Một ngày, bà già xuống hạ giới du ngoạn và dạo chơi trong một khu rừng. Lửa của ta đâu? Sưởi ấm cho ta nào! Chà, đói bụng quá, nghỉ tay về nhà thôi. Chà, giờ thì no bụng rồi. Ta phải đi quanh đây xem coi có gì hay không. Ông lão cũng thử đặt chiếc gáo không lên bếp lửa. Lạ thay, trong gáo lại đầy thức ăn ngon. Ông lão ăn no nê. Đúng lúc ăn xong thì bà thần lửa trở về. Ông lão không kịp chạy trốn, đành phải vờ lăn ra ngủ. Lão già ở đâu dám tới đây sử dụng lửa của ta. Ôi trời ơi, lửa đã tắt mất rồi, thật tiếc quá. Ôi, may quá, vẫn còn một cục than đỏ. Từ ngày có ngọn lửa, cả nhà ông lão ai cũng được ăn no, ngày nào cũng cơm thịt đề huề. Cuộc sống trở nên vô cùng sung túc, ông lão luôn nâng niu ngọn lửa để nó không bao giờ tắt. Các con à, mảnh vườn nhà chúng ta lâu ngày không được chăm bón, cây cối đã chết cả rồi. Hôm nay các con xới đất trồng lại đi thôi. Cha ơi, chúng ta có ngọn lửa thần kỳ này rồi, cần gì phải làm việc chứ? Phải đấy cha, chúng ta chỉ việc chơi thôi cũng được ăn no mà, sao phải làm việc? Kể từ đó trở đi, gia đình của ông lão không còn chăm chỉ lên nương làm việc như trước nữa. Ngày qua ngày, họ chỉ nghĩ đến việc trông chừng cho ngọn lửa thần kỳ đó không bao giờ tắt. Chỉ cần có ngọn lửa thần kỳ, ông lão và các con của ông sẽ có những bữa ăn ngon mỗi ngày. Trời ơi, ngủ quên mất, suýt nữa thì tắt mất lửa rồi.
Con ở nhà canh chừng bếp lửa nha. Cha và chồng con phải vào rừng kiếm củi, kẻo sắp hết củi rồi. Vâng, cha cứ yên tâm ạ, con sẽ canh chừng cho. Mình ra suối rửa mặt một chút thôi, cần phải cho thật nhiều củi vào đống lửa, nếu không nó sẽ tắt mất. Tại vì lửa to quá, con sợ cháy mất nhà nên mới dập hết đi. Thế là từ nay nhà mình lại nghèo đói rồi. Lâu nay đã không động đến ruộng vườn, giờ thì lấy gì mà ăn đây? Thôi, từ nay nhà mình lại phải chăm chỉ mà kiếm cái ăn thôi. Lẽ ra ta định thu hồi ngọn lửa của ta từ lâu rồi, nhưng mà ta muốn các ngươi tự nhận ra bài học cho mình. Thế là gia đình ông lão đã nhận được một bài học, mọi thứ đến dễ dàng thì cũng đi một cách dễ dàng. Không có gì bền vững bằng chính những thứ của cải do hai bàn tay tự làm ra. Và ngọn lửa thần kỳ có thể mang lại sự no đủ, nhưng cũng có thể trở thành hung thần nếu ta không biết cách sử dụng nó. Có phải vị xưa? Đủ nguyên liệu cho món bò súp tiêu chưa nhỉ? Chắc chắn là anh ấy sẽ rất thích. Anh ấy sắp về rồi, mình phải nấu nhanh lên thôi. Dạo này nhiều việc quá nên anh về muộn, dự án đang chạy gấp quá. Không sao, em cũng mới nấu ăn xong mà. Anh thử món bò súp tiêu em mới nấu rồi cho em nhận xét đi. Sao em không nấu món bò bít tết sốt rượu vang đỏ chứ? Anh có điện thoại công việc gấp, em cứ ăn đi nha. Anh xin lỗi, anh phải đến công ty bây giờ, chắc anh sẽ về muộn. Anh ăn nốt đi đã chứ. Việc gấp lắm, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh nha. Rốt cuộc là thế nào? Bà phải nói thì tôi mới biết được chứ. Chỉ là dạo gần đây tôi thấy cứ xa cách với anh ấy. Giá mà bà được phần bổ bả, thẳng ruột ngựa như tôi á, chỉ lạ một nỗi, thế mà hai người lại yêu nhau cho được, thì chính là bà làm mai đấy, trách gì tôi. Thế rốt cuộc làm sao mà xa? Anh ấy dạo này dự án mới chồng lên dự án cũ, liên tục bận rộn. Mà bình thường tôi nấu gì anh ấy ăn nấy, thế mà hôm qua cả ngày trời hì hục nấu bít tết sốt tiêu. Anh ấy ăn chẳng khen lời nào, chỉ bảo sao không nấu bít tết sốt rượu vang đỏ. Tết sốt rượu vang đỏ hả? Vấn đề là ở đây chứ đâu nữa. Sao lại vấn đề từ đây? Tôi biết ông Đức từ nhỏ ăn uống rất chi xoàn xoàn, làm gì mà biết cái món cầu kỳ ấy. Nếu không vì ông ấy ăn ở nhà hàng thì chỉ có thể là chị Mai, vợ trước của ông ấy nấu thôi. Mà khả năng thứ hai thì nhiều hơn. Bà nói sao? Chị Mai đã 10 năm rồi mà. Đừng có mà ăn vạ tôi nha. Ngày trước bà cứ đòi tôi giới thiệu rồi si mê người ta, dù sao cũng là đàn ông đã từng có vợ. Dẫu chị ấy mất lâu rồi, nhưng quá khứ sao gạt bỏ hoàn toàn được chứ. Tôi quyết định đi đến hôn nhân khi cảm nhận được trái tim anh ấy đã hướng về mình, đầy ấm áp. Từ ngày cưới nhau, anh ấy có lần nào nhắc đến vợ cũ đâu. Lỗi là tại tôi, tự dưng lại nói linh tinh làm bà hoảng. Hay là bà ráng nấu món bít tết sốt rượu vang thật ngon vào là được. Chị Mai lúc trước nấu ăn ngon lắm. Sao mình lại phải làm theo cô ấy chứ? Không, mình sẽ không nấu món rượu vang đỏ. Em vẫn chưa nấu xong mà, có cần anh giúp không? Hôm nay anh về sớm thế, anh nghỉ lát đi, một chút nữa là em xong thôi mà. Lúc trước khi người ấy nấu ăn thì anh thường làm gì? Khi nấu ăn, người ta có bày biện mọi thứ lung tung như mình không? Món bò này cũng không tệ, nhưng sao em không thử tìm công thức nấu món bò bít tết sốt vang đỏ? Em quên mất, chưa cho quần áo vào máy giặt nữa. Kìa, em. Rượu vang đỏ à? Nếu anh ấy đã nhớ vị xưa đến vậy, thì mình sẽ cố trả lại cho anh ấy. Cần bao nhiêu rượu đây? Đã giống vị xưa ấy chưa? Sao mà anh ấy không nói gì? Hay là mình đã nấu được ra vị bò nấu sốt vang đỏ của chị Mai? Từ hôm nấu món bít tết sốt vang đỏ, gian bếp và hình ảnh một người phụ nữ đi lại luôn ám ảnh Vi, cả trong những giấc mơ. Giờ
giờ mình là chủ của gian bếp này rồi. Vị xưa thì sao chứ, vị nào mình cũng sẽ nấu ra cả. Không biết ở nhà còn bơ không? Cái bà này, bà định chuyển sang làm đầu bếp hay sao vậy? Này đi chơi với tôi đi, không có nấu nướng gì nữa hết á. Không được, tôi phải về nấu cho anh ấy chứ. Bà biết không, giờ anh ấy luôn lặng lẽ khi ăn món bít tết sốt vang đỏ tôi nấu. Chắc anh ấy đã tìm lại đúng hương vị xưa rồi. Cứ thế này á thì bà sẽ phát bệnh trầm cảm cho mà xem. Tôi đã bảo không về là không về mà. Vì uống hơi nhiều đó anh, ngủ thiếp đi rồi. Mà anh Đức này, em thấy cái Vi nó nhiều tâm trạng lắm. Dạo này công việc anh bận, nhưng anh vẫn cố mỗi tối đảo qua nhà ăn cơm cùng Vi, rồi có khi lại phải đi ngay. Vi nói gì với em à? Chỉ là cái Vi dạo này nó chuyên tâm bếp núc vô cùng, em cũng thấy lạ lắm. Anh ăn uống có câu nệ đâu nhỉ? Vi hay nấu món mới lắm, nhiều khi khó ăn ghê. Anh không dám nói, phần lo cô ấy buồn, phần sợ cô ấy cố nấu cho bằng được. Chẳng như cái món bít tết sốt rượu vang đỏ, có lần tình cờ Vi nấu, anh ăn thấy vị hay, bảo cô ấy nấu lại. Thế là cô ấy nấu suốt cả năm nay. Nói thật với em, tính cô ấy hay quên, nềm nếm thế nào, dù anh dễ ăn, nhưng cứ thấy nồng nồng, hắc hắc làm sao á. Hóa ra món đó là của mình sao? Anh ấy, lần sau cũng nên nói thẳng ra, không thì phải ăn món ấy cả đời đấy. Anh hiểu Vi mà, cô ấy làm tất cả cũng là muốn anh vui thôi. Có điều, anh sợ là dạo này anh ít ở nhà, cô ấy nghĩ ngợi. Nhưng anh cũng phải cố ráng mua căn hộ mới có cái bếp to hơn để Vì thoải mái nấu nướng chứ. Vì sở thích bếp núc của vợ hả? Nhất anh đấy. Em nhất định sẽ nấu món ấy thật ngon cho anh ăn mà. Vợ tôi sai đến nỗi nói mê man rồi. Đi ngủ thôi nào. Ký ức còn xanh. Dừa thì quen thuộc quá rồi, sớm mình nhà nào chẳng có dừa. Nhưng biết làm bài văn tả cây dừa của thầy giao thế nào cho đặc sắc nhỉ? Lý thuyết dạy tả toàn thể, rồi tả đến bộ phận. Đứng từ xa đã thấy cây dừa cao lớn, lại gần tán dừa tỏa ra như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Sao mình thấy nó cứ thế nào ấy nhỉ? Em làm gì mà say sưa thế? À, chị Mai đi học về rồi, giúp em với. Chị đọc cho em bài văn tả cây dừa này đi. Ừ, để chị xem nào. Nhà mình cũng có cây dừa trước ngõ, sao em không viết? Chính là em viết là cây dừa nhà mình mà. Nếu viết cây dừa nhà mình thì em phải thể hiện được tình cảm chứ. Hay là chị viết cho em học theo đi, đi chị. Không được rồi, ngày mai chị thi thử đại học, phải ôn bài. Nhưng chị sẽ cho em mượn cuốn văn hồi cấp 1 của chị nhé. Trong đó có bài này nè, tham khảo thôi nhé. Vâng, em hứa mà. Sao mà viết mãi vẫn cứ lủng củng. Trời ơi, buồn ngủ quá. Mà sáng mai đã phải nộp bài cho thầy rồi. Thôi kệ đi, mình cứ chép lại bài của chị Mai. Thầy mắng thì mình nghĩ ra lý do đối phó sao? À, đúng rồi. Lát nữa thầy trả bài, mình giả vờ ốm, xuống phòng y tế nằm. Thế cũng không được, giờ văn tận 3 tiết, mà tiết sau lại kiểm tra 15 phút. Thôi kệ, đến nước này mình cứ nhận mình tự làm, thầy nghi ngờ cũng không có bằng chứng gì cả. Bài văn của em tí lạ mà hay lắm, thầy để điểm 9. Trời, 9 điểm? Chưa ai được điểm 9 môn văn thầy Minh bao giờ hết. Tí lên đọc bài văn của mình cho các bạn cùng nghe nhé. Dạ vâng. Chiều tối trên cây dừa, tổ chim sâu lại ríu rít quay quần, cất tiếng hót nhẹ đọc nhàng. Úng như gà mắc tóc ấy nhỉ? Bao. Ừ, mẹ bảo văn thì hay nhưng đọc trung quá. Bên gốc dừa. Sao lạ thế? Thầy không truy hỏi gì sao? Thầy tin là mình làm ư? Tí. Tí này, thầy cũng không ngờ em làm văn lại khá thế này. Thầy muốn thêm em vào đội tuyển văn của lớp. Em cứ về suy nghĩ đi nhé. Dạ, em... Tí giỏi thật đấy. Vào đội tuyển đi chứ còn gì nữa. Ơ, Tí, em sao thế hả? Đi học về sao không vào nghỉ mà còn ngồi đây?
Em hôm qua bí quá nên em đã chép nguyên bài văn của chị nộp cho thầy Minh. Hả? Cái gì? Em chép nguyên bài của chị? Thầy Nguyễn Hồng Minh phải không? Vâng. Ngày xưa chị cũng học thầy Minh. Bài văn tả cây dừa ấy của chị thầy rất ưng. Thầy còn xúc động đọc mẫu trước lớp, rồi photo cho mỗi bạn trong lớp chị một bản tham khảo. Chị nói sao? Trời ơi, vậy là thầy Minh đã biết là em chép bài. Thế tại sao mà thầy không vạch trần em trước lớp? Cũng có thể là thầy đã quên. Nhưng em gian dối như vậy thì thật là quá tệ. Kìa, chị Mai, chị phải giúp em với chứ. Em phải làm thế nào bây giờ? Thầy cũng gọi mình vào đội tuyển cơ mà. Nghĩa là thầy phải tin là bài văn ấy mình làm. Nhiều năm như vậy rồi, chắc là không sao đâu. Tí. Dạ, thưa thầy. Em... Đi giặt cho thầy cái khăn lau bảng. Dạ. Từ hôm nộp bài văn ấy, sao mình lại luôn thấy tồi tệ? Có lẽ mình không thể giấu giếm thêm nữa. Hay là thôi, nếu thầy biết mình không những bị điểm kém, rồi chuyện này mà lan đi thì bố mẹ biết, rồi bạn bè chê cười mình chết mất. Nhưng cảm giác mấy hôm nay mình không thể chịu nổi thêm nữa rồi. Mình phải vào gặp thầy thôi, dù có chuyện gì đi nữa. Thầy, em đến xin thưa thầy một chuyện ạ. Bài văn tả cây dừa mấy hôm trước không phải là em làm ạ. Em đã chép bài của chị em. Thầy mừng vì cuối cùng em đã đến tìm thầy. Khi đọc bài em, thầy nhận ra giọng văn quen thuộc. Không ngờ đó chính là chị gái của em. Thầy ơi, em sai rồi. Em xin chịu phạt ạ. Thầy dạy môn văn đã mấy chục năm. Mỗi lần đọc một bài văn hay của các em, thấy lòng mình vui lắm. Lúc ấy thầy tự hào vì học trò và muốn gắn bó mãi với trường lớp. Thầy ơi, em xin lỗi thầy. Em là kẻ lừa dối. Tí à, em là một trong những học trò thầy đặt nhiều hy vọng. Văn của em rất chắc và có cảm xúc. Thầy tin em sẽ bứt phá được. Càng nghe thầy nói, em càng thấy xấu hổ hơn ạ. Lần này em xin thầy ghi cho em 1 điểm, 0 điểm. Bây giờ em hãy về nhà, tự mình làm bài văn khác bằng sự sáng tạo, bằng tình cảm của mình. Thầy tin em sẽ làm tốt. Dạ, em... đêm nay em sẽ thức đến khi làm xong bài văn ạ. Thầy đã tin tưởng mình như thế, từ nay nhất định mình sẽ không phụ lòng tin ấy. Nhà tôi có một cây dừa trước ngõ. Cây dừa có tự lâu lắm rồi. Nó đã gắn bó với tuổi thơ của chị em tôi. Cậu bé Tí ngày nào giờ đã là một thầy giáo dạy văn. Nhưng những ký ức về thầy cũ, về bài văn làm lại vẫn còn xanh mãi, vẹn nguyên theo anh trong đường đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.